Hi, chào mừng các bạn đã đến với Hi News số 18. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những thông tin công nghệ đáng chú ý như sau. Tin đầu tiên đó chính là biểu tượng Pac-Man và mặt mèo trên Facebook bất ngờ sống dậy với thiết kế hoàn toàn mới. Kế tiếp, Xiaomi giới thiệu Mi Max RAM với CPU và bộ nhớ được nâng cấp. Tin thứ ba, Facebook chính thức trình làng Workplace, mạng xã hội dành riêng cho công sở. Và bên cạnh đó, Samsung cũng ra mắt một chiếc PC cao cấp với thiết kế gần giống với Mac Pro. Và cuối cùng đó chính là Live Yuna X, một chiếc smartphone dành cho người dùng tuổi 20. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đi vào các thông tin chi tiết nhé. Vừa qua, Facebook đã bất ngờ làm hồi sinh biểu tượng Pac-Man và mặt mèo huyền thoại, một thời gây điên đảo cộng đồng sử dụng Facebook. Với lần trở về này, Facebook đã thiết kế lại biểu tượng theo phong cách phẳng để phù hợp với chuẩn chung của các biểu tượng có sẵn. Đặc biệt, biểu tượng Pac-Man còn có cục tròn màu trắng, mô phỏng game Pac-Man hồi xưa. Hiện nó chỉ mới xuất hiện nếu người dùng gõ 2.v hay 2.3 ở trên nền web phần bài đăng. Các ký tự Pac-Man và mặt mèo mới sẽ không hiển thị ở dưới phần bình luận mà chỉ hiển thị bằng biểu tượng cũ. Vẫn chưa rõ Facebook sẽ áp dụng nó cho tất cả các thành phần trong tương lai hay không. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Hãng Xiaomi đã lặng lẽ ra mắt một phiên bản mới của Mi Max, dòng điện thoại có kích thước ngoại cỡ có tên gọi là Xiaomi Mi Max RAM với CPU và bộ nhớ được cải tiến so với bản gốc trước đây. Điều thú vị là Xiaomi đã không tổ chức một sự kiện hay ra thông cáo báo chí chính thức để giới thiệu về sản phẩm này. Thay vào đó, Xiaomi đã lặng lẽ tung sản phẩm này nhân một ngày hội bán hàng gọi là Diwali ở Ấn Độ. Máy vẫn sở hữu màn hình hiển thị 6.44 inch với độ phân giải Full HD, camera chính 16MP, camera phụ 5MP và tích hợp pin 4850mAh. Nâng cấp chính đến từ vi xử lý của Xiaomi Mi Max RAM. Bản gốc Mi Max sử dụng chipset 6 nhân Qualcomm Snapdragon 650, trong đó gồm 4 nhân Cortex A53 1.4GHz và 2 nhân Cortex A72 1.8GHz. Trong khi đó, Xiaomi Mi Max RAM được nâng cấp lên chipset 8 nhân Snapdragon 652. Sản phẩm cũng sở hữu RAM 4GB cùng dung lượng bộ nhớ 128GB. Xiaomi bán ra Mi Max RAM với giá tương đương 300USD, cao hơn so với phiên bản Mi Max là 225USD. Hiện chưa rõ ngoài Ấn Độ thì Mi Max RAM có còn được Xiaomi phát hành tại thị trường nào nữa hay không. Facebook vừa chính thức trình làng mạng xã hội cho công sở mang tên gọi là Workplace. Sau 2 năm thử nghiệm, Workplace về cơ bản rất giống Facebook nhưng được dùng để kết nối, chia sẻ với đồng nghiệp chứ không phải với bạn bè. Workplace sẽ là đối thủ cạnh tranh với các công ty cung cấp ứng dụng giao tiếp trong công sở khác giống như là Slack. Trong những năm gần đây, Slack đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một startup kỳ lân. Hiện tại, Workplace của Facebook tính phí từ 1 đến 3 USD mỗi người dùng, trong khi đó gói dịch vụ cơ bản của Slack thu tới 6,67 đô trên mỗi người dùng. Hiện tài khoản Facebook thông thường và tài khoản Workplace không liên quan gì tới nhau, có nghĩa là nếu muốn sử dụng Workplace, bạn sẽ phải tạo một tài khoản mới. Workplace có ứng dụng di động riêng và bạn không thể chuyển đổi nhanh chóng giữa Facebook thông thường và Workplace. Một đặc điểm quan trọng nữa là Workplace không hề có quảng cáo, nó chỉ tập trung vào nhắn tin và liên lạc nhóm, không bao gồm một công cụ soạn thảo tài liệu. Hiện tại thì đã có hơn 1.000 doanh nghiệp sử dụng Workplace trong thời gian thử nghiệm miễn phí và nếu như muốn tiếp tục sử dụng thì các doanh nghiệp này sẽ phải trả thêm chi phí hàng tháng trên đầu người. Samsung đã ra mắt chiếc máy tính cao cấp HPC Pulse với thiết kế khá giống Mac Pro và có giá lên đến 1.200 USD. Tuy nhiên, có vẻ như cấu hình của chiếc máy tính cao cấp này không thực sự xứng đáng với mức giá đó. Ngay cả với phiên bản 1.600 USD, bạn vẫn chỉ có card đồ họa Radeon RX460. Đây là dòng card đồ họa tầm trung của AMD và chỉ phù hợp cho những tựa game eSports có yêu cầu cấu hình không quá cao. Thậm chí với Radeon RX460, bạn còn không thể trải nghiệm công nghệ thực tế ảo với thiết bị Oculus. Bỏ qua phần cấu hình, nếu mua chiếc máy tính HPC Pulse này, bạn sẽ có một chiếc loa khá ngầu để đặt lên mặt bàn, giống như Mac Pro của Apple vậy. Đây thật sự là một chiếc loa, bởi HPC Pulse được trang bị bộ loa 360 độ của Harman Kardon. Thiết kế của HPC Pulse có hình trụ tròn với vỏ bằng kim loại nhẵn bóng. Bạn cũng có một dải đèn LED để trang trí cho chiếc máy tính trông ngầu hơn. Trong khi sự cố Note 7 bị nổ hàng loạt vẫn chưa được giải quyết xong thì ở một động thái khác, Samsung lại ra mắt một chiếc máy tính này. Nhưng tất cả những điều trên có lẽ vẫn không đủ thuyết phục người dùng bỏ ra 1.200 đô cho đến 1.600 đô để có thể sở hữu nó. Hãng điện thoại Mobistar đã chính thức ra mắt chiếc smartphone Live Yuna X, sản phẩm được thiết kế đặc biệt dành cho các tín đồ selfie, phù hợp với những khách hàng ở lứa tuổi 20, đặc biệt là phái nữ. Điểm đặc biệt của Live Yuna X là máy có một nút trượt khá lạ mắt nằm bên cạnh hông máy, trên phím âm lượng giúp người dùng selfie cực nhanh chỉ với một thao tác gạt duy nhất. Mobistar gọi chế độ selfie nhanh này là S20, mỗi khi gạt nút thì camera trước sẽ được khởi động.
đèn LED phía trước sẵn sàng hoạt động, kèm theo đó là chế độ làm đẹp gương mặt và mịn da. Hiếm có điện thoại nào dưới 3 triệu được trang bị màn hình AMOLED như Mobistar Layuna X. Màn hình AMOLED cho màu sắc rực rỡ hơn IPS, hình ảnh trong trẻo và sở hữu tông màu đen gần như tuyệt đối, phù hợp cho những nhu cầu xem ảnh và coi phim. Được biết, Layuna X tích hợp con chip xử lý MTK6737 tốc độ xung nhịp đạt 1.2GHz, máy hoạt động trên nền tảng Android 6.0, hỗ trợ sử dụng 2 SIM, 2 sóng và có bộ nhớ trong 16GB. Layuna X gồm 3 màu xu hướng, vàng gold, vàng hồng và xanh đen. Theo dự kiến thì Layuna X sẽ được lên kệ vào ngày 24 tháng 10 năm 2016 với giá niêm yết là 2 triệu 990 nghìn đồng tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc. Và đó là tất cả các thông tin của 2 News số 18 này. Các bạn đừng quên like và subscribe ngay kênh YouTube của Thế Giới Di Động nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số 2 News tiếp theo.